Xin chào các bạn, ngày hôm nay Hiếu sẽ hướng dẫn bài tập thứ tư trong bộ môn Illustrator Để làm nó thành gọi là, là Default Setting, các bạn chọn Window, Workspace và Reset Essential Các bạn chọn Window, nè, Workspace nè Và chúng ta Reset Essential hoặc là Essential Classic á. Thì Hiếu hiểu thích xài là cái Essential Classic này hơn à, Tại vì mấy các bạn cũ xài quen rồi Essential là các bạn hiện đại hơn, nó cắt bớt nhiều cái Hiếu xài là Essential Classic Chúng ta bắt đầu vô cái phần đầu tiên đó là hả à, mình sẽ làm việc với lại là cái à, cái phần cái lều trước nha các bạn nha rồi đầu tiên á cái phần star này là nguyên cái phần này ha giờ chúng ta sẽ bắt đầu coi coi nó làm cái cách nào để mà nó biến thành là cái phần là final là cái phần là nó được vô đây à đầu tiên chúng ta chọn selection tool chọn là hả à, cái à, hình, hình hình này rồi sau đó là chúng ta là giữ cái nút là kiếm cái hình cây kéo ha chúng ta sẽ cắt ở đây một cái ok giờ yeah. rồi sau đó tiếp tục vỡ. sử dụng con chuột màu trắng rồi nắm cái này kéo lên rồi bắt đầu làm từ từ nha các bạn nha rồi đầu tiên ấy, chúng ta sẽ chọn cái này nhấn vô phần cục gom ha nhấn vô phần cục gom có phần cây kéo đây ok giờ yeah. rồi nhấn vô cây kéo nè nhấn đây một cái để cho nó cắt ra xong rồi chọn con chuột màu trắng nắm cái này chúng ta kéo lên nhớ nhấn ship rồi thì sau khi được cái hình này rồi chúng ta sẽ là nắm cái phần này chúng ta kéo ở bên đây là chúng ta chọn con dùng màu trắng lại nắm phần này kéo ở bên đây rồi rồi hiểu hướng dẫn lại à đầu tiên các bạn chọn con chuột màu đen các bạn chọn cái cục này ok các bạn click the show button in the quick action này kia ở, à, của là property panel property panel thì các bạn sẽ kiếm bên đây có cái chỉ choi rồi ok bên này nè choi to or more part nhấn đèn cái là nó sẽ là gợp lại nhau còn không á, các bạn nhấn nút phải Các bạn nhấn có chỉ choi ở đây chúng ta sẽ cho nó lại với nhau rồi xong phim Sau đó trong cái property panel này à, Các bạn chọn down arrow button until the shot is removed à, Nó kêu mình bỏ cái shot đi Thì các bạn chọn cái shot này nè các bạn Nha các bạn nhấn vô đây à. Các bạn chọn cái phần này dùm hiếu là nó sẽ mất cái shot đi à. Xong phim ạ à. Rồi sau đó rằng là các bạn chọn cái phần ruột Chúng ta sẽ fill nó với màu tím Dạ phần ruột là cái này Các bạn chọn phần fill này nha, các bạn nha nhấn đây hai lần ram đây à. đây các bạn cho màu tím nó dùng cho hiếu rồi tiếp tục ạ à. hãy chọn toàn bộ cái đám này số năm nha bước số 5 chọn toàn bộ cái đám này rút nó lại rồi các bạn chọn một chuột đen các bạn chọn hết toàn bộ các bạn nhấn phải nhấn group dùng cho hiếu rồi xong được một con rồi hai con này giống nhau tên nha các bạn nha tiếp tục ạ à. cutting with tình knife tool à hãy chọn là cái phần này rồi, ok à đầu tiên á style với final có rồi các bạn chọn là, là selection tool ok giờ yeah. sau đó các bạn chọn là, là edit tool ba các bạn chọn cái phần là cái cây cắt này nó nằm ở trong là, là hả à, phần cây kéo rồi chọn cái cưa nha các bạn nha cái cưa và dạ, cái cưa nằm ở trong cái khu vực là eraser tool nha các bạn nha có cái cưa nằm ở đây rồi Đầu tiên á mình sẽ chọn cái này và sau đó chọn cái cưa ha. Rồi nó sẽ lấy cái này nó cắt ngang qua chiều ngang giùm cho hiếu à. Rồi lấy cái cưa mình sẽ cắt qua chiều ngang. Rồi ok xong được hai con. Tiếp tục à sau đó mình sẽ bắt đầu là tô màu. Rồi chọn cái con ở phía trên ha. Rồi nhấn vô chữ fill. Chúng ta chọn cái tô màu này ở đây. Rồi con này cũng được. Rồi tôi chọn màu này các bạn dễ thấy. Rồi màu này chính xác nè. Rồi sau đó rằng là đem cái này xuống. Rồi. Ok, chọn hết toàn bộ. Canh giữa lại lần nữa nha. Xong rồi, group lại hai con. Thì nó cũng không có khó đâu các bạn ơi. Chịu khó ngồi coi kỹ cái phần này. Đọc tiếng Anh cho nó quen. Rồi, đầu tiên á, chúng ta sẽ chọn cái hình này. Nha các bạn nha. Chúng ta sẽ chọn công cụ Night Tool nè. Cắt từ trên, cắt xuống một con. Rồi, đầu tiên á, chúng ta sẽ chọn cái cục này nha các bạn nha. Chọn công cụ Night Tool nè. Nhấn nút phải, chọn chữ Night. Ok giờ. Ở đây nó nói rằng là hãy nhấn ALT cộng Shift. Rồi ok thẳng băng rồi nè. Tiếp tục ạ. À. Rồi chúng ta làm thêm một cái nữa, cái này xong rồi nha các bạn nha. Chúng ta sẽ làm thêm một cái nữa từ đây qua bên đây. Rồi ok ạ. À. Nó kêu là mình để ở đây nè, xong rồi mình nhấn ALT ha mình kéo xuống. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái cục này ha, chúng ta sẽ bắt đầu tô màu khác cho nó rồi xong phim hai con chọn hết toàn bộ rút nó lại tiếp tục và tới cái phần là cái lá này nha các bạn nha đầu tiên á chọn là, là hai cái cục ở, ở giữa này object path out outline stroke à. rồi chọn cái này ok chưa chọn object à, chọn path à. và outline stroke ok chưa các bạn rồi Chúng ta là xong cái phần này là biến từ cái đường thành gọi là cái nguyên cơ một cái khối. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu là đem nó xuống dưới đây để nó canh giữa. Ok cho các bạn? Rồi đem xuống nha. Sau đó chúng ta cũng sử dụng cục gom ha. Rồi lấy cục gom chúng ta sẽ gọi là hả chỉnh nó còn là 20 point. Rồi ok ạ. À. Nhấn nút phải ở đây chọn cục, cục gom nha. Rồi double click rồi ok nhấn đây hai lần. Rồi ra rồi ạ. À. Eraser chúng ta đổi thành là cái roundness của nó trên size tu thành là 20 rồi ok ạ à. chuyển xuống 20 ạ à. rồi tiếp tục ạ à. ok chúng ta sẽ bắt đầu là chọn cái này chúng ta sẽ bôi bên trái và bôi bên phải nha các bạn phải nhớ rằng là phải chọn cái này trước xong mới lấy cục cơm ta bôi được ha, chứ không không biết là bôi cái nào bên trái một cái rồi ok ạ à. bên phải chúng ta bôi một cái nữa rồi nó nhìn nó vậy thôi nhưng mà nó chỉ bôi hút giữa thôi nha các bạn nha nó chỉ bôi cái cục này thôi là mình chọn nó chứ không phải nó chọn cái này ví dụ các bạn chọn hết nguyên cái mớ này nè các bạn lấy này các bạn bôi một cái thì nó mất hết nguyên một băng luôn đó rồi thì sau khi làm xong rồi chúng ta chọn hết toàn bộ chúng ta là, là rút nó lại xong phim ha rồi được là nãy giờ được bốn cục rồi nha các bạn nha chúng ta chuyển qua làm cái xe rồi cái xe này đầu tiên á, nó chọn nguyên một cái cục đằng sau này ha nó lấy cục cơm nó bôi từ đây bôi xuống rồi ok đơn giản à đầu tiên là chúng ta kéo từ đây qua đây rồi nó lấy cục cơm ok giờ yeah. nó nhấn ship khi và để tạo ra 45 độ ạ à. rồi từ đây ạ à, nhấn ship kéo xuống 45 độ tiếp tục ạ à, chọn nguyên đám này chúng ta, chúng ta rút lại à cái phần này cũng dễ chọn nguyên đám này rút lại à. Rồi tiếp tục à, creating a compound path chúng ta bắt đầu qua cái phần hình tròn ở trên đây. Đầu tiên sẽ có ba cái nha. Các bạn sẽ là lấy cái cục màu xám này để gọi là ở phía giữa cục màu đen. Ha, và để cục màu trắng này ở dưới đây. Chọn hai cái đó rồi ok chúng ta bắt đầu vô à. Đầu tiên các bạn chọn con chuột đen để con này lên đây. Rồi sau đó lấy cái con màu trắng này mà chúng ta để ở giữa đây. Ok giờ. Yeah. Rồi, chúng ta chọn object compound path vào max và Leave được select selected này kia. Rồi. À. Đầu tiên các bạn chọn hai cái đứa này, các bạn canh giữa giùm cho Hiếu, lúc nào cũng phải canh giữa lại. Các bạn vô phần object à Ok chưa? Rồi, compound path. Rồi và max à. Thì nó sẽ ra được cái phần này. Ok không các bạn? Nhắc lại à. Các bạn chọn hai cái này, chọn object à. compound path và các bạn nhấn max á thì nó sẽ ra cái này tuy nhiên làm vậy thì cũng cũng giống như là làm lệnh uh, uh, shape builder tool nhấn cái này nhấn nút alt thì nó mất cái phần giữa chẳng hạn vậy cũng sẽ không ra ta rồi làm lại coi rồi rồi nè nó mất cái phần giữa cũng y chang vậy luôn nè à. các bạn có thể chọn làm bằng hai cách cũng được à. rồi sau đó rằng là, là cho nó nằm ở giữa group nó lại rồi canh giữa canh giữa group nó lại xong phim rồi tiếp tục ạ. À. Sau đó chúng ta bắt đầu qua phần là cái uh, cái bô xe đây nằm đây. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ chọn hết nguyên cái khúc ở phía trên này dùm cho hiếu nha các bạn nha, chọn công cụ Shape Video Tool. Và sau đó chúng ta bắt đầu là ráp nó vô. Cái nào ráp á thì chúng ta sẽ là kéo từ cái khúc này qua khúc kia, ha, kéo hết nguyên cái khúc này, cái nào bỏ chúng ta giữ lại. Rồi, đầu tiên hiếu sẽ kéo đen nguyên cái mớ này, chúng ta chọn cụ shape builder tool ha, chúng ta kéo từ trên này kéo xuống dưới đây. Rồi, xuống đây luôn, xuống đây luôn, xuống đây luôn. Rồi, cái cục này không có xài. Các bạn hãy nhấn là nút ALT ha nó sẽ sẽ nhấp những cái dấu trừ ở đây chúng ta bỏ cục này đi. Rồi ok ạ. À. Chúng ta chọn hết nguyên cái mớ này. Rồi, chọn shape builder tool, nhấn ALT bỏ hết nguyên cục này đi. Rồi xong ạ. À. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu là tô màu nó vô. Rồi chọn đây ạ. À màu nó chúng ta nhấn đầu tiên đó là nó sẽ không có stroke stroke way chúng ta chọn hình không là ở đây. Rồi cái fill của nó thì các bạn chọn màu đỏ em cho hiếu. Rồi ok à Rồi chọn hết toàn bộ group nó lại. Xong. Tiếp tục ạ, à, sử dụng lệnh Pathfinder. Đầu tiên á đó là các bạn á phải canh cho nó là nằm ở giữa cái này một xíu nha các bạn. Đầu tiên á để tiết kiệm thời gian á thì Hiếu chỉ các bạn luôn các bạn coi cái này là cái phần giữa của cái uh, cục hình tròn này các bạn để nó nằm xuống dưới đây luôn nha các bạn nha nắm cái này để xuống dưới giữa này luôn đó ok chưa chọn hết nguyên cái đám này ok chưa các bạn chọn bắt nè chọn ở cục đầu tiên nè đó là lệnh Unite này đó là lệnh trộn lại với nhau nhấn đây hai cái nhấn một cái nó trộn lại với nhau luôn ok chưa các bạn rồi đầu tiên khi mà cái này xong nè các bạn chọn sót của hiếu là bằng không dùng như hiếu và chọn fill cái màu nó vô dùng hiếu là màu này ok nha các bạn chúng ta sẽ ráp vô đây từ từ từng cái từng cái trước rồi cái này mình làm nhớ nhấn nút alt ráp nó vô rồi cái bánh xe bánh xe bên trái hiếu làm đây ráp này vô rồi tiếp tục ạ à? sau đó các bạn nhấn cái cục uh, kiếm cái cục này rồi chúng ta ráp ở phía đây nhớ nhấn nút alt <laughs> rồi hết chưa ta rồi rồi bây giờ chúng ta bắt đầu là nhớ là làm xong chúng ta group nó lại thêm lần nữa rồi tiếp tục à bước tiếp theo à chúng ta sẽ tạo ra ngọn lửa nha các bạn nha cái phần này hơi khó chút xíu à rồi à, đầu tiên á chúng ta sẽ gọi là <laughs> chọn select tool này kia ha và gọi chọn cái gọi là cái công cụ à, đường mở mở này nè ở trong cái phần gọi là eo, eo này nè hãy chọn công cụ reshape tool ở nằm ở kế công cụ rotate tool này kia on the lab à rồi và add nếu vô nó rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu là hả chọn cái công cụ này nha reshape tool này ở đây rồi chúng ta bắt đầu là nắm này chúng ta kéo qua ha rồi nắm cái này chúng ta kéo vô rồi ok giờ yeah. được chưa sau đó chúng ta sẽ sử dụng công cụ đó là Width tool này. rồi hãy chọn công cụ width đó là hạ cái chiều độ rộng của nó ở trong cái toolbar này và chúng ta nhấn cái phần giữa này chúng ta kéo ra rồi à, công cụ Width Tool Giờ nằm ở đây nằm ở phía dưới công cụ Rotate Tool các bạn nha từ phím tắt là phím Shift cộng W nhấn đèn cái mình nhấn ở giữa mình kéo ra nhấn ở giữa kéo ra nha các bạn nha nhấn ở giữa kéo ra là nó ra hai con ok chưa các bạn đó rồi nhấn đây thử nha nhấn đây hai lần à rồi ok hiểu chọn thành không thì cái này nó là nó sẽ siêu nhọn luôn ha còn các bạn chọn cái này nó to ra thì nó dậy nó bè này ra hẹp này vô thì nó là nhọn quắc luôn rồi ok ạ à. bây giờ xin phép làm lại nguyên cái uh, nguyên cái cục này như sau nha các bạn nha đầu tiên á, là hiếu sẽ chọn vẽ một cái đường thẳng này trước ok chưa à? sau đó các bạn chọn cái này nằm ở kế bên đó đó là công cụ reset tool chúng ta hả kéo cái này qua rồi kéo cái này qua rồi kéo cái này qua lại nữa ok chưa các bạn rồi sau đó các bạn chọn nguyên cái này các bạn chọn công cụ ở phía dưới đó là công cụ witch ha chọn một cái phần nào ở giữa chúng ta nắm chúng ta kéo ra đại cho các bạn rồi sau đó muốn mà chỉnh chỉnh mấy cái con này nè chúng ta nhấn ở đây hai lần cho những cái điểm nào chúng ta muốn chỉnh đó, nhấn vào nó nhấn vô nó hai lần rồi nhấn đây hai lần cái phần này ví dụ các bạn muốn tăng lên đó thì nó sẽ bè ra cho này xuống thì nó sẽ là nhọn quắc lại cho hai cái đầu này nó nhọn thì cái phần này làm ngọn lửa nhọn vô rồi dù như cái phút này nó muốn nhỏ lại hay là sao đó thì nó sẽ biến của mình lại ok chưa rồi sau đó là chúng ta sẽ xong cái đám này rồi copy mấy cái này rồi bỏ vô nó thôi là xong bỏ vô cái phần lửa này xong và cuối cùng là chúng ta các bạn sẽ ngồi cái bạn grab nó vô trong cái phần là hạ cái poster này dùm cho hiếu rồi vậy là xong cái bài số 4 của chúng ta nha các bạn nha thì các bạn nhớ về coi kỹ cái phần là lý thuyết này dùm cho hiếu nha các bạn nha